Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu bài số 15, số thập phân tiếp theo. Và các em nhớ đây là tiết số 3. Rồi, bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 39 nào. Như vậy, mình lại đến với một bạn nam và một bạn nữ này. Đó. Ở đây thì bạn nữ và bạn nam này này đều có một cái hình. Đúng không nào? Và hình này là gì? Được chia làm 1.000 cái ô vuông nhỏ hay là hình vuông nhỏ này. Đấy, 1.000 nhá. Trong đó hình của bạn nữ này thì có một ô vuông được tô màu. Như vậy ta sẽ có phân số là 1/1, 1.000. Ok. Tương tự như vậy thì bạn nam này cũng có một cái hình chữ nhật được chia là 1.000 ô vuông, trong đó có 249 cái ô màu đỏ đã được tô màu. Như vậy ta có cái gì? Phân số 249/1, 1.000. Được chưa nhỉ? Ok. Vậy thì ta có này, 1/1.000 thì được viết thành là 0,001 đó. Và 0,001 chúng mình đọc 0 này, dấu phẩy này, 001, được chưa nhỉ? Tương tự như vậy thì 249/1.000 thì được viết thành số thập phân, đó là gì? 0 này, phẩy này, 249. Và 0,249 chúng ta cũng đọc là gì? Số 0 này là phần nguyên, dấu phẩy này, 249. Ok chưa? Rồi, vậy thì các số 0,001 và 0,249 được gọi là các số thập phân. Ok. Bây giờ mình sẽ xem cái bảng ở đây. Đấy, cũng giống như hai cái tiết trước, đúng không nào? Số thập phân thì chúng ta sẽ có phần nguyên và phần thập phân. Phần nguyên thì đứng trước dấu phẩy và phần thập phân thì đứng sau dấu phẩy này. Vậy số 0,01 này, phần nguyên nó chỉ có hàng đơn vị, đó là số gì? Số 0, dấu phẩy này. Số 0 đầu tiên là hàng phần 10, số 0 tiếp theo là hàng phần trăm. Vậy thì số 1 đây này sẽ là nằm ở hàng phần nghìn nhé. Được chưa? Tương tự như vậy, số 249 mình sẽ có trước dấu phẩy phần nguyên là số 0 thuộc hàng đơn vị. Đến dấu phẩy này, số 2 hàng phần 10, số 4 hàng phần trăm và số 9 thì hàng phần nghìn. Được chưa? Rồi, các em hãy dừng video lại để chúng ta nhớ thêm về có hàng phần gì, phần nghìn trong cái số thập phân này. Sau đó mình sẽ cùng làm các bài luyện tập và thực hành sau đây. Đó, như vậy thì yêu cầu là gì? Đọc mỗi số thập phân sau. Ok, mình đọc được không nhỉ? Đơn giản như là đan rổ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đưa sang đây, chúng ta đọc nhé. Rồi, chúng ta có số đầu tiên này. 0,005, được không? Nãy thầy vừa đọc xong ấy, đọc là gì nhỉ? À, 0 này, đến dấu phẩy này. Được chưa? Được chưa? Đấy, giống hệt người ta thực hiện đây này các em. Đó. 0,001 thì chúng mình sẽ đọc là 0,005. Ok không? Được chưa? Rồi, tương tự mình có số thứ hai, 0,312, đọc là 0 đến dấu phẩy 312. Ok. Tiếp theo, 0,305,
8 đọc là 0 đến dấu phẩy 308. Ok chưa nhỉ? Xong nhá. Tiếp tục ta lại có 0,029. Đấy, đọc là 0 phẩy bao nhiêu? 0,029. Ok chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo 0,071. Đọc là 0,071. Được chưa nhỉ? Đấy, chú ý này, cái chỗ này này, 0,029, đây là 0,071 nhá. Các em hiểu chưa? Ok. Rồi, sang câu B. Viết mỗi số thập phân sau. Đấy, như vậy chúng ta viết ở đây được luôn đúng không nào? Ta có này, 0,008. Số 0 này, dấu phẩy này, 0 này, 0,8. Được chưa? Tương tự nào, 0,672, 672. Ok. Tiếp tục, 0,109, 109. Ok. Tiếp tục, 0,328. Xong chưa? Xong nhá. Sang bài 2. Chuyển các cái phân số thập phân về dạng số thập phân theo mẫu. Như vậy chúng ta sẽ đưa sang đây để mình làm cho nó dễ nào. Rồi, mình sẽ có cái phân số đầu tiên này. Mẫu này, 6/1000 thì sẽ bằng 0,00006. Như vậy mình có phân số tiếp theo. Mấy đây? 9/1000. Đúng nào? Vậy thì 9/1000 thì sẽ bằng bao nhiêu? À, dễ ơi là dễ ơi đúng không? 0,009. Được chưa? Tương tự 24/1000. Đấy, thì các em sẽ có là 0 phải mấy? Đây. Sẽ bằng 0,024. Dễ không? Quá đơn giản đúng không? Rồi, tương tự như vậy thì các câu còn lại thầy nghĩ là bạn nào cũng có thể làm được. Chả có câu gì là khó cả, đúng không? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 0,391. Ok. Tiếp tục. 550. Bài này thì gọi là bài trò chơi ông giáo à, đúng không? Dễ ơi là dễ ơi. Bằng 0,550. Xong chưa? Rồi, sang bài 3. Chuyển các số thập phân về dạng phân số thập phân theo mẫu. Đấy, như vậy bài này thì ngược lại với bài số mấy? Bài số 2. Người ta cho mình số thập phân, bây giờ mình chuyển thành phân số thập phân. Được không nhỉ? Đó. Rồi ta làm mẫu này.
0,982 thì sẽ là 982 phần 1, 1.000. Đúng không? Như vậy ta có số đầu tiên này, 0,123. Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu? 123 phần 1, 1.000. 123 phần 1, 1.000. Ok. Số tiếp theo, 0,9008. Được chưa? Thì sẽ bằng 908 phần 1, 1.000. Được chưa? Trò chơi ông giáo ạ. Rồi chưa? Tiếp tục, 0,77 thì sẽ bằng bao nhiêu? 77 phần bao nhiêu? 1.000. Wow, từ từ. Chú ý nha. Đây là gì? 77 này. 77 nhưng mà nó chỉ có phần gì? Phần trăm thôi nhá. Như vậy đây sẽ là gì? 77 phần 100. Đấy, cái này người ta lừa mình đấy. Lừa mình đấy, đúng không? Tức là gì? Số 7 đây này là phần 10, số 7 này là phần trăm. Như vậy ta chỉ có là 77 phần trăm thôi nhá. Đó, 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 đó. Ok, 0,008 thì sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu đây? 8 phần 1, 1.000 nhá. Được chưa? Đấy. Rồi, ổn chưa các em? Đấy, chỉ có mỗi cái 0,77 nên người ta lừa mình thôi. Ok. Rồi, sang bài 4 nào. Đọc cân nặng của mỗi loại quả sau. Đấy, chùm nho này. Đọc được không? Dễ ơi là dễ ơi, đúng không? Thầy viết ở đây luôn nhé. Cân nặng của chùm nho. Chùm nho nặng. Mình đọc số thập phân này. Không phải bao nhiêu? 500. 500 linh. Linh mấy? Linh 4 hay là linh 4 cũng được, đúng không nào? Kilogram. Để chờ kilogram viết dưới này đi. Kilogram. Xong. Tương tự như vậy thì đây là gì? Ba cái quả vú sữa, đúng không nào? Đấy. Ba quả vú sữa cân nặng hay là gì? Ba quả vú sữa nặng đi. Tiết kiệm, đúng không nào? Tiết kiệm từ nặng bao nhiêu? 0,628 kilogram. Ok. Tương tự, mình có 3 quả na, đúng không? Hay trong miền Nam các em gọi đây quả gì? Mãng cầu, đúng không nào? Nặng bao nhiêu? 0,955 kg. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được tiết số 3 bài 15 số thập phân. Và hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 4 bài 16 nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như là video cho các bạn. Bye bye.